Từ đầu năm đến nay, dù dịch Covid gây ảnh hưởng tới khâu lưu thông, nhưng nông hộ này vẫn xuất bán hơn 10 vạn cây dừa ghép, chưa kể cây thực sinh. Đơn hàng liên tục về, thúc đẩy cô gái trẻ mở rộng mô hình. Dự định tôi sẽ tăng lên số lượng khoảng 30 vạn để đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với những cây giống dòng chất lượng cao, dòng siêu năng suất. Để thực hiện kế hoạch ấy, nông hộ này đã và đang làm như thế nào? Trong tình hình dịch Covid gây ảnh hưởng, nông hộ đã linh động giải pháp ứng phó ra sao? Hãy đón xem câu trả lời trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Thưa quý vị, thưa bà con, qua phần intro vừa rồi thì chúng ta đã biết là hôm nay khởi nghiệp sẽ làm về lĩnh vực nào rồi đúng không ạ? Vâng, hôm nay chương trình khởi nghiệp cùng với lại chuyên gia Nguyễn Thị Nhung sẽ kiểm tra mô hình trồng dồi của gia đình nhà bạn Hoàng Thị Vân Anh tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và chúng ta hãy cùng liên lạc với bạn Hoàng Thị Vân Anh để có thông tin cụ thể. Alo. Vâng. Vân Anh à? Vâng, em chào chị. Vâng ạ. Em khỏe không em? Vâng, em vẫn khỏe. Cảm ơn chị. Chị thế nào? Chị cũng bình thường thôi. Thế hiện tại bây giờ em đang ở trong vườn dổi à? Vâng, đúng rồi, em đang ở trong vườn dổi. Hiện tại thì vườn này vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường chị ạ. Năm nay là cây cũng khỏe mạnh và không có sâu bệnh gì cả. Em đang ở trong vườn là em và gia đình đi kiểm tra các cây dổi nào đang bắt đầu chín ý, thì mình sẽ tiến hành thu hoạch. Đúng rồi, thời điểm này cho tới hết tháng 11 thì dổi đang bước vào vụ thu hoạch. Thế thì Vân Anh quay một số hình ảnh của cây và hạt để chuyên gia Nguyễn Thị Nhung có thể xem xét cũng như là có một vài những nhận xét cũng như là khuyến cáo dành cho em nhé. Mời cô với chị cùng đi xem táo nhé. Năm nay thì cũng khá là sai cô ạ. Nó cũng được mùa. Đối với những cây mà còn ít năm tuổi ấy, thì mình thu hoạch cũng nó cũng chỉ được khoảng độ chục hai chục cân quả thôi, còn đối với những cây to thì mình có thể thu hoạch cây xa nhất có thể lên đến hàng tạ quả cô ạ. Thế bây giờ cái giá trị thương phẩm nó được khoảng bao nhiêu ở ngoài thị trường? Đối với hạt tươi ấy, thì là hiện nay thì đối với những cái loại hạt mình lựa chọn ra để làm giống cây thực sinh và cây gốc ghép thì nó được giá hơn cô ạ. Có thể dao động từ 500 đến 700 nghìn đồng một cân. Còn đối với những cái hạt mình sử dụng làm gia vị ấy, thì nó dao động từ khoảng độ 800 cho đến 1 triệu rưỡi một cân cô ạ. Theo các tài liệu thì Việt Nam có hai loại cây dổi chính, thường gọi là cây dổi nếp và cây dổi tẻ. Cây dổi tẻ có hạt cứng và mùi hơi hăng hắc. Nếu dùng làm gia vị sẽ cảm thấy mùi rất hăng sộc, khiến cho món ăn không còn hấp dẫn và thơm ngon. Loại dổi thứ hai là cây dổi nếp. Dổi nếp này gồm có nhiều loại. Chúng cho hạt được mệnh danh là vàng đen Tây Bắc. Hạt dổi nếp đặc biệt thơm, một mùi thơm quyến rũ, khiến cho các món ăn trở nên kích thích vị giác. Khi đã ăn một lần, lại muốn ăn lần tiếp theo. Đây cũng là giống dổi được nông hộ Hoàng Thị Vân Anh lựa chọn để ươm trồng. Đối với hạt dổi nếp thì dổi nếp với dổi rừng thì nó có đặc điểm giống nhau là khi hạt còn tươi thì các bạn không thể phân biệt được. Đối với hạt tươi thì về hình thái thì nó giống y hệt nhau, nó cũng không có gì khác cả. Chín nó cũng màu đỏ và hạt nó cũng như này. Nhưng mà khi mà để mà phân biệt tươi ấy, thì mình bắt buộc mình phải tách ra, mình phải nếm thử thì mình mới biết được. Đối với hạt dổi nếp thơm ấy thì mình khi mình tách ra này, đó, thịt hạt thì nó vẫn là màu vàng giống như hạt dổi rừng thôi, nhưng mà đối với cái phần nhân hạt bên trong này thì nó rất là nhăn, nó không nhẵn như dổi rừng. Hạt đây nó rất là nhăn này. Hạt bên trong nó có rất nhiều đường khía nhăn, rất là nhăn. Và sau đấy mình sẽ nếm thử nha. Cảm nhận ban đầu thì sẽ có vị cay cay tê tê, thơm, mà đặc biệt là nó sẽ có mùi rất là thơm. Mà cái này thì hoàn toàn ở dổi rừng không hề có. Còn đối với hạt khô thì mình sẽ nhìn vào cái đường vỏ của nó nhé. Cái đường vỏ này nó sẽ nhăn theo cái đường nhân hạt đấy. Hạt dổi nếp nó sẽ rất là nhăn. Cái vỏ thịt hạt nó rất là mỏng.
sau khi phơi khô mình tách ra nó rất là khó này. Đấy, cái hạt dổi như này là những cái hạt dổi cây cổ thụ già tuổi, đạt cái chất lượng rất là cao. Còn đối với những cái hạt mà thịt hạt nó dày ấy, thì nó sẽ là những cây non tuổi, thông thường nó chỉ có mùi thơm thôi. Còn vị cay tê thì phải có cây nó phải có đạt độ tuổi nhất định. Với việc ươm trồng giống dổi thơm chất lượng cao, gia đình Vân Anh mới đây đã chính thức có đơn hàng xuất khẩu đi Đức. Thấy em chia sẻ là gia đình em vừa xuất bán một lô hạt dổi đi Đức, thì không biết là sản lượng có nhiều không ở Vân Anh? Hiện tại thì họ mới đặt hàng, cái số lượng nó cũng chưa nhiều lắm, tại vì còn đang ở cái mức độ phát triển thị trường ấy, nó chỉ vài chục cân thôi, nhưng mà đấy là cái tín hiệu rất là vui mừng để mà người nông dân trồng dổi như cháu có cái tự tin để mà phát triển cái nguồn cây này ạ. Đúng rồi, bởi vì chúng ta mà xuất được sang Đức thì nó là thị trường chung châu Âu, cho nên là sẽ được rất nhiều khách hàng biết đến. Thì chúng ta mong rằng là chúng ta làm theo đúng quy trình kỹ thuật, theo hướng dẫn, theo Việt Gap hay là theo Global Gap, để cái sản phẩm của chúng ta đảm bảo cái chất lượng và chúng ta xuất khẩu được. Thì mong cháu là cứ phát huy cái việc này, và có những cái gì khó khăn về mặt kỹ thuật thì cứ liên hệ với chương trình, các cô sẽ giúp đỡ. Không chỉ duy trì lấy mắt ghép từ những cây đầu dòng sẵn có của gia đình, mới đây nông hộ này quyết định gây trồng thêm một khu đồi dổi chất lượng cao nữa. Theo Vân Anh, khu trồng dổi này được chọn lọc kỹ lưỡng từ những cây siêu năng suất, cho quả cực sai, hạt đẹp, thơm và chất lượng cao. Với vườn dổi này, thời gian tới gia đình chị sẽ chủ động hơn về mắt ghép, cũng như số lượng cây giống cung cấp ra thị trường. Đây là vườn trồng nhà tôi mới trồng cách đây 5 tháng. Mục đích của vườn trồng này chủ yếu là vừa để khai thác hạt, vừa để khai thác mắt ghép. Nguồn mắt ghép mặc dù bên tôi đã có những cây đầu dòng rồi, nhưng mà để cái số lượng khi mình mở rộng vườn ươm, số lượng mình được đảm bảo hơn và chủ động hơn, thì vì thế nhà tôi đã trồng cái số lượng cây như này để mà mình có cái nguồn mắt ghép sử dụng sau này. Vân Anh cho biết khu trồng mới có diện tích là 1,4 hectare với khoảng 1.400 cây, kích cỡ từ nhỏ đến lớn. Mặc dù trồng hơi dày nhưng theo nông hộ, việc trồng như vậy sẽ giúp hạn chế cỏ và rửa trôi. Khi cây lớn, nông hộ sẽ tỉa và mang đi nơi khác trồng, đảm bảo đúng mật độ được khuyến cáo. 1.400 cây tương đương với khoảng cách 3x3 mét, thì mình sẽ chia thành những cái giai đoạn ngắn để thu hạt. Và những cái cây đấy sau này mình sẽ tỉa để đánh đi chỗ khác. Và cái lứa còn lại thì mình sẽ để lâu năm để làm vườn cây bố mẹ, thu hoạch trong thời gian dài. Vâng, vừa rồi như bạn Vân Anh cũng chia sẻ là bạn ấy đang trồng một vườn cây mới để làm cây mắt ghép ấy. Thì cái việc là trồng vườn cây như thế này thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với lại việc chọn giống và nhân giống về sau của gia đình nhà bạn ấy ạ? Những cái cây mà chúng ta định chọn làm lấy mắt ghép ấy, thì chúng ta cũng phải là những cây tốt, những cây có năng suất cao, những cây không bị sâu bệnh gì. Và chúng ta nên dồn vào một khu để chúng ta dễ quản lý, dễ chăm sóc và tạo cho điều kiện là cây nó sinh trưởng và phát triển tốt nhất, thì nó sẽ ra được những cái mắt ghép tốt nhất. Đối với lại vườn cây để lấy mắt ghép này thì chuyên gia có cái khuyến cáo gì đối với lại nông hộ trong việc chăm sóc và trong cái thời điểm này? Thì cháu thường xuyên là tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục, hữu cơ vi sinh. Và thỉnh thoảng cũng có thể cung cấp cái loại phân giàu lân như là loại NPK 513 để chúng ta giúp cho lân nó kích thích cây bộ rễ, nó phát triển rất là tốt. Thì nó sẽ kích thích ra nhiều thân lá, nó tạo ra những cái mầm, những cái mắt ghép rất là khỏe. Và chúng ta, nếu mà chúng ta nghĩ chuyện làm ăn lâu dài, là chúng ta nên là lựa chọn để đánh giá được công nhận là những cái vườn cây đầu dòng cung cấp mắt ghép thì là tốt nhất. Thì vườn nhà cháu mà đi theo cái hướng đó là cháu đã làm khép kín, là chúng ta có thể cung cấp cây giống này, chúng ta có thể tự cung cấp mắt ghép cho ta này, chúng ta lại vừa là phát triển cái vườn mà để lấy quả này, thì đó là một cái chu trình sản xuất
Hầu như trong một trang trại của cháu đã khép kín mọi thứ. Cái quy trình khép kín là cũng là một cái mô hình mà cháu hướng đến như cô nói đấy ạ. Tức là mình vừa tạo ra một cái vườn cây đầu dòng để mà lấy hạt giống này. Lấy hạt giống để mà tạo ra cây thực sinh, cây gốc ghép, và lấy những cái mắt ghép đạt chất lượng để mình ghép ra những cây giống mà sau này cái chất lượng hạt của nó sẽ đạt năng suất cao, và nó chất lượng cao thì mình có thể xuất bán trong nước và ngoài nước cho tất cả những người mà họ đều có nhu cầu về hạt làm gia vị hay hạt giống hay thậm chí về mắt ghép. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã tham quan vườn cây dổi của gia đình nhà Vân Anh, lấy mắt ghép này, xong thì lấy hạt giống để làm cây thực sinh cũng như là cây gốc ghép. Bây giờ thì Vân Anh sẽ dẫn chuyên gia cũng như là chương trình tới vườn cây giống của gia đình mình nhé. Vâng, đây là khu vườn dổi của cháu. Hiện nay thì số lượng cây trong vườn còn rất là ít. Cháu đã xuất bán từ tháng 5 năm 2020 và đến nay đã hết rồi. Số lượng bán ra là gần 10 vạn cây. Cây trong vườn hiện nay thì còn lại một số cây thực sinh và những cây ghép trượt thôi, cũng không còn gì nhiều. Những cây này mình sẽ chăm sóc để lứa tới mình sẽ lại ghép lại. Hiện nay thì cột bê tông và dàn tre cháu đã tháo bỏ vì đợt vừa rồi là cây xuất bán được, nên là từ cái lúc bán từ lúc bắt đầu bán trước khi đó khoảng tầm độ 2-3 tháng là cháu đã tháo bỏ ra để mà giúp cây được phơi nắng có sức sống khỏe hơn. Và người trồng họ sẽ trồng ra và cây nó sẽ thích nghi nhanh hơn. Còn toàn bộ những cái đường ống nước tưới tự động đây thì gia đình cháu vẫn sẽ sử dụng cho những cái vụ ươm tiếp theo, nên là mình cứ lắp đặt như thế này thôi, và toàn bộ cái khu đất này sẽ được sử dụng cho đợt ươm vụ năm 2021-2022. Bây giờ nó cũng đang là mùa trồng cây con. Thường là chúng ta trồng vào vụ xuân hoặc là chúng ta trồng vào vụ thu, tháng 9, tháng 10. Thì mà bây giờ cũng đang là giữa tháng 9 rồi và tháng 10. Thì đúng là có lẽ cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, chứ nếu không thì cháu cũng chuyển hết đi được rồi, đúng không? Đấy, thì những cái cây này còn lại thì chúng ta cũng nên là tưới nước thường xuyên. Đấy, đừng để nó khô, nó hạn rồi nó sẽ nảy sinh dẹp, nó gây hại. Đấy, vì bây giờ là sang chuẩn bị sang mùa thu, là nó mùa hanh khô. Cái tình hình mà chúng ta cung cấp hàng đi xa ấy, thì cái việc mà dịch bệnh Covid-19 nó có bị ảnh hưởng đến cái việc mà cháu vận chuyển đi xa hay cháu phải bán trên sàn thương mại điện tử? Vừa rồi do tình hình dịch bệnh rất là phức tạp nên là một số tuyến xe khách ngưng hoạt động, nên là bên cháu không thể vận chuyển được cho nhiều khách hàng ở các tỉnh lẻ khác. Thì tuy nhiên thì đối với những đơn hàng lớn đủ chuyến xe tải thì bên cháu vẫn vận chuyển lưu thông bình thường, nên hiện nay cây giống cũng gần như là hết rồi, rất là may mắn. Chúng ta có thể thấy không là gia đình nhà bạn Hoàng Thị Vân Anh đã xuất bán xong lứa cây ghép và đang chuẩn bị cải tạo vườn rồi là chỉnh trang lại để có thể sẵn sàng ươm ghép vụ tới. Vậy thì đối với lại cái việc ươm ghép cây vụ mới thì chuyên gia có khuyến cáo như thế nào đối với lại gia đình bạn? Nếu chúng ta nói chúng ta cứ chọn những cái hạt mẩy nhất ấy để chúng ta thu hoạch, xong rồi chúng ta lựa chọn riêng ra và chúng ta làm giống, và trước khi gieo giống thì cái vườn ươm cây giống chúng ta cũng cần phải vệ sinh vườn sạch sẽ, không để cỏ dại, và có thể là xử lý cả cái nền đất ấy cho nó không có sâu bệnh để sau này nó ảnh hưởng đến cây. Thế còn cái vườn mà cái cây giống mà như những năm trước cô đã đi kiểm tra cái cây mà là cây đầu dòng để là lấy cái nguồn mắt ghép ấy, thì cháu cũng phải lưu ý chăm sóc cho cái mắt ghép nó rất là sinh trưởng và phát triển tốt. Thì chúng ta cũng phải vệ sinh cái vườn ấy và chúng ta tăng cường bón phân hữu cơ hoay mục, hữu cơ vi sinh bổ sung cho cây, để cho cây nó sinh trưởng phát triển tốt thì nó mới ra được những cái cành mà nó mới có cái mắt ghép đạt tiêu chuẩn để chúng ta lấy để chúng ta ghép vào cây giống. Dạ vâng ạ. Vâng, và mong rằng bạn Hoàng Thị Vân Anh sẽ lưu ý tới những khuyến cáo của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung để những lứa ghép về sau của gia đình mình luôn có tỷ lệ sống cao, đạt chất lượng tốt và được thị trường yêu mến. Và tới đây thì chương trình khởi nghiệp cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.